Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chủ trì phiên toàn thể diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về công nghiệp 4.0 với chủ đề phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số. Diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 lần thứ 3 năm 2021 gồm 10 phiên hội thảo chuyên đề và phiên toàn thể. Phiên toàn thể có chủ đề phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số, tập trung vào các báo cáo chính gồm khung chính sách phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bền vững gắn với chiến lược phòng chống dịch Covid-19, công nghiệp 4.0, xu hướng toàn cầu và bài học cho Việt Nam, đổi mới sáng tạo, chìa khóa phục hồi và phát triển thời kỳ hậu Covid-19, công nghiệp hóa trong kỷ nguyên số và chia sẻ kinh nghiệm thành công của bang Utah trong vấn đề phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong khuôn khổ phiên diễn đàn cấp cao diễn ra tọa đàm cấp cao với sự tham gia trao đổi, thảo luận của các lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương, doanh nghiệp cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế.